Good morning, xin chào các bạn. Hôm nay trời rất là âm u, có mây và sẽ triển vọng là sẽ có mưa. Theo forecast là thời tiết đó, đoán là họ sẽ nói là thứ hai mưa. ngày mai là mình phải lên chở con lên trên cái thành phố gần trường á để mướn cái apartment. Thật ra thì con gái nó đã ký contract với cái apartment rồi, giờ chỉ lên nhận trả tiền nhà dọn vô đó. Thì tại con gái nó có rất nhiều đồ, ngày mai mình đi chuyến xong rồi mình sẽ cuối tuần tới mình sẽ chở những cái đồ nặng bằng xe truck lên cho nó. Mình thấy thì mình muốn sẵn sàng cho chuyển mùa qua lạnh lạnh như vậy, nhưng mà mưa thì mình chưa có muốn lắm, tại vì mưa nó sẽ dơ giấy nhà sân nhà đồ gì. Mình chưa có chuẩn bị hay là cất đi mấy cái đồ đó, như là đồ nướng thịt, 2 chiếc xe đạp linh tinh, dọn dẹp cái sân chút trước khi mùa mưa, tại vì không dọn dẹp mà mưa xuống cái nó tịm nhem mà. Anyway, mưa đầu mùa mình nghĩ maybe có thể mưa râm râm, chứ còn không có như mưa phùn như ở Việt Nam mà mưa ao xuống đâu. Anyway, trên thế giới này có một cái chuyện mà có thể làm cho kinh tế khủng hoảng là về dầu hỏa, nghĩa là cái đường tiếp tế dầu hỏa. Nước nào cũng cần rất là nhiều dầu hỏa, nhiều cái nước như Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, những cái nước mà không có dầu, mỏ dầu á, thì khi mà cái supply là cái đường tiếp tế của dầu hỏa mà không còn nữa thì kinh tế nó sẽ bị rất là khủng hoảng, vì giá xăng dầu nó sẽ lên rất cao, ảnh hưởng tới những chuyện giao thông tiếp tế này nọ rồi, biết không? Thì hôm qua rồi mình đã coi cái tin mà Saudi Arabia là một cái supply lớn nhất trên thế giới về dầu hỏa, là cái lò sản xuất dầu thô qua dầu qua xăng này đó đó, cái processing center của nó bị tấn công, bị bao nhiêu chiếc drone ta, bao nhiêu chiếc máy bay không người á bom tới, cháy quá trời. Mỹ thì đổ thừa Iran, còn Yemen thì nói là họ nói là họ là người tấn công Yemen. Động sao ta? Yemen hả? Saudi Arabia thì họ rất ghét cái tụi mà gọi là rebel của Yemen á, chống với Saudi Arabia, thì họ đang có một vài chiến tranh vài lần rồi. Saudi Arabia thì sẽ không để yên như tụi đó đâu, nhưng mà Mỹ thì lại đổ thừa cho Iran rất là nhanh, trong vòng có mấy tiếng đồng hồ Mỹ tuyên bố Iran là người là cái tụi bày đặt ra cái tấn công này, là thủ phạm á. Mình cũng chẳng biết nữa, tại vì thấy thông tin chuyện gọi là điệp báo của Mỹ bây giờ tùm lum tà la hết. Chính tổng thống mà còn không thèm tin thông điệp của vị điệp viên nữa thì bây giờ mình không biết còn tin ai nổi nữa. Anyway, thì ngày mai stock market nó sẽ rớt chưa coi. Stock market không có an toàn đâu, chỉ sau qua cái bầu tổng thống này thì mới có thể, hay là Trump mà có thắng hay có thua gì nó cũng sẽ ổn định lại. Tại vì trước khi bầu cử nó lộn xộn lắm. Mình đang cầm cái máy đi. Hôm nay mình không có cầm cái cây chống rung mà mình đi kiểu này, không biết nó có rung dữ không. Mặc dù nó có cái gọi là chống rung tự động ở trong máy mà nó không tốt lắm. Thôi mình đi bộ một chút nha các bạn. Mình đã thức sớm rồi, pha cà phê, ăn trái chuối, uống cà phê trà nóng mà thấy nó không có đã gì hết à. Ăn sáng kiểu này thấy nhàm chán, cà phê mình pha nó cũng không được đậm đà nữa. Mình muốn làm liều một ly cà phê sữa đá cho nó đã, vừa thơm vừa ngọt. Nhưng mà mình biết chắc chắn mình uống một ly cà phê sữa đá là mình sẽ say xỉn liền. Tại vì chắc đường chứ chắc cà phê nó vô cơ thể mình nhiều quá, lúc xỉn cái ná liền. Mà thèm dễ sợ lắm các bạn. Lúc nãy pha cà phê đen rồi bỏ một tí xíu đường hóa học vô cho nó bớt đắng. Uống mà thấy bữa nay mình pha lợt quá, không có mùi vị, không có thơm tho gì hết. Xong rồi cái chết trái chuối đặng có năng lượng đi bộ. Bước ra ngoài thấy lạnh quá, hay là biến quá, thôi chạy vô giường nằm chút nữa, nằm chút cái thôi, nhất định phải đi, cố gắng lên. Theo mà gọi là ý muốn tuyệt vời hay là cái mình mong muốn nhất, nếu như không có bị hậu quả bệnh hoạn, làm một ly cà phê sữa đá, ăn một tô phở là vui rồi. Yeah. Và nhất là ăn ở Việt Nam giờ này 8 giờ Việt Nam là quá trễ rồi. Người ta 6 giờ sáng là 6 sáng đến 7 giờ ăn sáng là vừa. Hay 8 giờ rồi đó mà người ta còn ngủ, gọi là ngủ nướng, im lặng lắm. Mình đi một khoảng đường này rất là sạch sẽ, không có còn sớm, không có xe chạy gì hết, cho nên hít thở không khí sạch quá đã luôn. Ok, mình tiếp tục đi nha. Mình đi bộ đến cái cuối góc đường này, mình chiếu xuống downtown nhìn qua một cái khói sương. Khói sương, sương mù với lại khói, không thấy được cái thành phố xa quá và trời thì không có rõ lắm. Nhìn về hướng này là thành phố Santa Clara, những cái công ty đồ thì nó nằm ở dưới đó đó. Xa xa có thể nhìn thấy cái sân vận động. Là hôm nay là cái game day của football bên đây, có rất nhiều trận chơi. Nhưng mà đội nhà đang đi đấu ở bên Ohio, thì cái sân vận động này hôm nay không có ai hết. Đến tuần sau thì đội nhà sẽ về chơi ở đây. Lúc này mình cũng chưa có hứng thú coi football lắm. Coi có một trận thôi, là trận nhà đánh đó, thì game vừa rồi thấy đánh cũng ok, chứ cũng không giỏi lắm. Nên bữa nay thì đi bộ xong về ăn sáng rồi, chắc lo cho mấy đứa nhỏ xong rồi cái là mình ngồi coi football buổi sáng đó. Buổi sáng là trận đánh của sân nhà, đội nhà với lại Cincinnati, là tiểu bang Ohio. Ok, mình đi bộ về đây. Wow, mình không biết bị cái gì. Mình ngồi quay phim chồng hổm, cái mình đứng dậy cái tự nhiên nó bắt đầu nó choáng váng luôn, nên hết hồn. đi tới lui hít thở một chút cho nó bớt chóng mặt, xong rồi mình ngồi xuống đây nhìn cảnh một chút coi. Cái đầu óc nó đứng vậy cái nó tự nhiên muốn choáng muốn té luôn. Cái triệu chứng này là cái gì ta quên rồi, mà hôm nọ mình có đọc rồi á, không biết. Chứ tự nhiên là một chút máu nó bị không có lên ốc mình á, ghê quá, đủ thứ bệnh đó ra, chán thiệt. Nhìn về cái hướng mình sẽ đi về nhà đây, thì sau vách núi là có mặt trời đang mọc lên đó, nhưng mà mây nhiều quá, hình như chắc đã lên rồi, nhưng mà một cái đám mây đen nó che hết rồi. Mình ngồi đây chừng 5 phút chắc mình đi bộ về các bạn ơi, choáng váng mặt mày. Chắc cũng có thể đói bụng. Tự nhiên bây giờ đi lên tới đây cái tự nhiên đói bụng dữ quá trời luôn. Nãy ăn có trái chuối à, chắc không đủ. Không đủ. Với lại uống cà phê bỏ tí xíu đường, mà đường hóa học chứ không phải đường thiệt. Giờ tự nhiên thấy đói bụng quá chừng, có thể như vậy. Về mình làm một miếng ăn sáng đi. Hôm qua thấy con gái cũng đang hứng thú đặng được sống riêng. Nghĩ lại thì mình cũng hiểu được con gái cái tuổi này mà muốn được độc lập. Năm ngoái thì ở trong ký túc xá thì cũng chưa có gọi là phải tự lo lắm, tại vì ăn uống thì có cái chỗ nhà ăn á, cafeteria, rồi tiếng Việt Nam gọi là gì, canteen hả, thì đã trả tiền sẵn rồi thì cứ xuống ngày ba cử xuống dưới đó ăn. Chỉ có cuối tuần con cái lâu lâu thì nó nấu nướng thôi. Bây giờ là phải có trách nhiệm trả tiền nhà, đi chợ đi búa đặng tự lo nấu ăn. Nhưng mà nó có trong một cái apartment nó có 5 đứa con gái thì tụi nó sẽ chia sẻ giúp đỡ nhau. Tụi nó cũng thân lắm cho nên mình cũng an tâm. Mà có vẻ con gái rất là hứng thú, một là được sống độc lập, hai nữa thì nó vui hơn, sống với ông già ở nhà chán quá. Ông già cưng lo nhưng mà cũng hơi chán. Đến lúc mình cũng phải buông thôi, buông ra cho con nó trưởng thành, nó lớn để mình có thể đi chơi, đi đây đi đó. Khỏe lại rồi, hít thở đi tới lui cái máu nó thông lên ốc nó đỡ. Nãy chắc tại mình ngồi sao bị chấn cái cũng có thể. Nhiều khi chất mỡ nó đã hơi nhạt nhạt cái chỗ nào không ta. Nguy hiểm gì mà cái nhạt mạch máu chỉ có phải đi vô mà nó chích thuốc rồi scan nguyên cái cơ thể, không thôi là dùng cái fiber optic đút vô trong cái mạch máu rồi đi chạy lên vòng vòng tìm đó chứ. Chạy lên cái vòng thường tìm cũng chạy ngay chỗ cái vùng tim, những cái mạch máu lớn đặng coi có bị chỗ nào ngạt không vậy thôi. Mà cái procedure đó thì phải khi nào mình bị đau ngực đau tim thì họ vô không mới làm. Nghe đo KP hay KC gì quên mất rồi, cái test đó. Anyway, làm giảm lo thôi, đi về đây. Có ai nướng thịt vậy ta, sáng sớm mà. Đứng ở đây vào bên đây ngửi cái mùi khuynh diệt chút đây. Bữa nay sao cái mùi gì mà nó ác, cái mùi khuynh diệp thì không thơm gì hết đi. Cắt quá. Đứng xa xa nó thơm. Nhưng mà cái lá mình xé ra mình thấy nó gắt lắm. Chịu không nổi. Gắt hơn là cái dầu khuynh diệp nữa. Vậy mà cái con gấu Út Đại Lợi, con koala nó ăn được hay thiệt. Cái suối khô quèo nè, hết mùa mưa, bắt đầu mưa lại thì nó sẽ có nước chảy. Và cái chùa bên đây là mình cũng đã cho các bạn xem rất nhiều. Cái chùa này theo cái điều này thì mình nghĩ chắc năm nữa mới xong, cất lâu lắm. Mới đầu họ cất lên, người ta biểu tình quá trời. Mấy cái hàng xóm này treo bảng, nhiều người ta bán nhà bỏ đi luôn. Thì bây giờ thấy mấy cái bảng nó đâu mất tiêu hết này. Chắc cuối cùng cũng chịu thua. Đó, cái chùa đang cất này.